thưa quý vị sau khi nghệ sĩ vũ linh qua đời hàng loạt ồn ào liên quan đến tranh chấp tài sản giữa em gái và con gái của cố nghệ sĩ đã khiến dư luận xôn xao mới đây sau khi bà hồng nhung em gái của nghệ sĩ vũ linh gửi đơn kiện tranh chấp tài sản với con gái của cố nghệ sĩ ca sĩ hồng phượng cháu gái của ông cho biết sẽ lập vi bằng và gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng vì bị bôi nhọ vu khống trên mạng xã hội ngoài ra cô cũng cho biết về ồn ào xung quanh việc rời khỏi căn nhà sau khi cậu qua đời Trước sự việc nói trên, chúng tôi đã liên lạc đến Hồng Phượng, cô cho biết, tôi không trả lời lúc này, tại vì vấn đề nằm ở chỗ, bên tôi hiện tại những hình ảnh mà bạn muốn có đã bật ID độc quyền. Bạn thông cảm giúp tôi vì thời gian qua có quá nhiều thông tin không chuẩn xác nên ảnh hưởng đến hình ảnh của tôi. Cho đến hiện tại, tôi muốn có một bên bảo vệ truyền thông cho mình. Theo đó, qua clip được đăng tải trên trang cá nhân, Hồng Phượng gửi lời xin lỗi đến khán giả vì những ồn ào trong gia đình trong suốt thời gian qua. Theo chia sẻ của cháu gái cố nghệ sĩ Vũ Linh, sự việc vừa qua đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, công việc của cô. Không chỉ gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng vì bị bôi nhọ vu khống trên mạng xã hội, Hồng Phượng cho biết thời gian tới cô sẽ có buổi gặp gỡ về báo chí để giải đáp những thắc mắc xung quanh loạt ồn ào sau khi nghệ sĩ Vũ Linh qua đời. Đề cập đến lý do hiện tại mới quyết định lên tiếng, Hồng Phượng hé lộ. Vì vẫn trong 100 ngày của cậu nên tôi muốn giữ chọn tình cảm, sự tôn trọng đối với hương linh của cậu năm ngoài ra hồng phượng cũng cho biết thêm thời gian qua cô bị cư dân mạng tấn công nữ ca sĩ cho biết họ cố tình nói những câu ác ý không có thật tôi đã gửi thư đến các cơ quan báo chí để trình bày quan điểm của mình tôi cũng đã lập vi bằng những tài khoản mạng xã hội cố tình sỉ nhục bôi nhọ vu khống triệt hạ danh dự của tôi Trước sự việc, Hồng Phượng đã quyết định gửi đơn tố cáo các hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ và vi phạm bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của một số cư dân mạng TikToker đến cơ quan chức năng như công an thành phố Hồ Chí Minh, thanh tra sở, Bộ Thông tin và Truyền thông. Hồng Phượng cho biết thêm, lúc sinh thời, nghệ sĩ Vũ Linh rất mong muốn tôi được nối nghiệp gia đình và đi theo nghề của cậu. Khi sự việc xảy ra đã làm ảnh hưởng đến tinh thần, công việc và con đường hoạt động nghệ thuật của tôi. Đó là điều rất đáng buồn. Buổi chia sẻ sắp tới tôi sẽ minh bạch giải đáp thắc mắc của mọi người và sẽ lên tiếng một số việc mà mọi người quan tâm. Trước đó theo thông tin từ tòa án, mẹ của ca sĩ Hồng Phượng là nghệ sĩ Hồng Nhung đã đệ đơn tranh chấp tài sản với Hồng Loan, con gái của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Ngoài căn nhà số 5 đoàn thị điểm, quyền sử dụng đất với thủa đất số 8788 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông. Một ô tô được sang tên cho Hồng Loan bị bà Hồng Nhung đề nghị tòa án quận Phú Nhận hủy bỏ tài sản thừa kế, sang tên cho bà và ông Võ Thành Nhiều. Đồng thời, bà Hồng Nhung yêu cầu hưởng 1 phần 2 tài sản sau khi trừ phần giá trị nghệ sĩ Vũ Linh lập di trúc miệng cho cháu gái Hồng Phượng với giá trị tạm tính là 1,5 tỷ đồng. Ở Nghệ An có một địa danh được nhiều người gọi là Làng Đại Gia khi ở đây tràn ngập những dãy nhà cao tầng, biệt thự nguy nga được trải dài từ đầu đến cuối làng. Được biết, ngôi làng này thuộc địa phận xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Đáng nói, vào những năm 80 của thế kỷ trước, ngôi làng này lại lọt tốt những xã nghèo nhất huyện Yên Thành. Tuy nhiên, với khát khao làm giàu, nhiều người trẻ đã quyết định đi làm ăn xa và bén duyên với nghề buôn gỗ làm mộc. Cụ thể, người dân làng đã ra Bắc thuê thợ lành nghề về làm công cho mình và tạo ra được những sản phẩm cực đẹp và vang xanh ở những địa phương khác. Tuy nhiên, chỉ được một thời gian sau khi thị trường đồ gỗ trở nên bão hòa, lợi nhuận sụt giảm khiến nhiều người không còn theo nghề mộc. Mặc dù vậy, người dân nơi đây vẫn nuôi hy vọng làm giàu khi tìm cách mới là xuất ngoại. Những người sang các nước châu Âu trước sẽ làm ăn rồi đưa người quen sang sau và ngày càng nhiều người sang trời Tây lập nghiệp bởi chính nguồn tiền từ nước ngoài gửi về mà nhiều người đã xây được biệt thự, sắm ô tô. Ngôi làng nghèo của huyện ngày nào bỗng trở nên sầm uất và trở thành làng đại gia. Theo chia sẻ của cán bộ xã Đô Thành, tính đến thời điểm năm 2018, ngôi làng này có đến 145 người đang làm việc ở châu Âu và hàng nghìn người đang đi làm ở các nước thuộc khu vực châu Á. Người dân làng cho hay, xã Đô Thành hiện có đến cả ngàn tỷ phú, nhiều người còn lập cả công ty tạo điều kiện cho nhiều lao động quê nhà. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, địa phương này chỉ còn lại chủ yếu là người già và trẻ em. Cũng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trong khi người Đô Thành kéo nhau qua trời Tây làm ăn, thì người diễn tháp lại tìm cách làm giàu từ buôn bán. Nếu so với độ giàu có, sầm uất thì diễn tháp cũng không hề thua kém. Theo đó, người diễn tháp vốn có truyền thống đúc đồng. Để có nguyên liệu sản xuất, họ đi thu mua đồng nát ở khắp nơi, thậm chí còn sang cả Lào, Tuy nhiên, trong những chuyến đi, họ còn tranh thủ mua thêm những thứ khác như lông vịt, đồ nhựa hỏng, bao bì, chai lọ để về bán cho các xưởng chế biến phế liệu để kiếm thêm thu nhập. Khi đó, nhờ giá phế liệu ở Lào rẻ nên nhiều dân buôn đã nhanh chóng phất lên từ công việc này. Nhờ những chuyến đi đó, người dân diễn tháp nhận ra ngoài đồng nát, Lào còn là thị trường bán lẻ đầy tiềm năng. Có thể thấy, người diễn tháp thay đổi được cuộc sống là nhờ tư duy nhạy bén trong kinh doanh khi dựa vào nhu cầu của thị trường mà họ biết cần phải kinh doanh gì. Cũng kể từ đó, như đô thành mà diễn tháp chuyển mình rõ rệt khi nhà cao tầng biệt thự mọc lên khắp nơi, xe hơi cũng xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Tuy nhiên, theo chia sẻ của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Diễn Tháp, dù hiện 2 phần 3 số hộ dân xây nhà cao tầng, biệt thự tiền tỷ, nhưng người dân Diễn Tháp vẫn giữ được nếp sống cần cù, hiếu học khi tỷ lệ học sinh đỗ đại học luôn cao hơn mặt bằng chung của cả huyện Diễn Châu từ trước đến nay, chuyện xây mộ, trời cho người đang sống mạnh khỏe luôn là câu chuyện tối kỵ và lạ lùng, hiếm khi xảy ra. Vì thế mà cho đến nay, câu chuyện đại gia miền Tây xây sẵn mộ cho mình và vợ để chờ đến ngày nhắm mắt xuôi tay đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Theo đó, vị đại gia này tên là Trần Thúc Linh, 57 tuổi, hiện đang sống tại tỉnh Tiền Giang. Vì nổi tiếng là người giàu có nước tiếng tại huyện Châu Thành, nên nhiều người dân đã gọi ông bằng cái tên thân mật là Bảy Linh. Theo đó, ông Bảy Linh sinh ra trong gia đình đông anh em, cha mẹ vất vả làm nụng với hy vọng con cái thoát khỏi cảnh nghèo đói. Năm 17 tuổi, ông Bảy Linh cưới vợ, sau đó trí thú làm ăn nên có cuộc cải hơn người. Sau khi con cái trưởng thành, có cuộc sống ổn định, cũng là lúc vợ chồng ông đã bước qua tuổi 50. Khi đó, ông Bảy Linh cho biết bản thân không còn điều gì vướng bận, lại có kinh tế nên quyết định lo cho tương lai của hai vợ chồng. Vì thế, ông liền nghĩ đến việc khi ra đi sẽ phải có chỗ nằm tử tế nên lên kế hoạch lo cho nơi giấc ngủ ngàn năm. Nghĩ là làm, người đàn ông Tiền Giang đã lựa chọn mảnh đất giáp với phần mộ của cha mẹ để xây dựng phần mộ cho hai vợ chồng. Ông thuê thợ thuyền ở quê xây phần thô, còn phần trang trí mướn hẳn thợ từ Thừa Thiên Huế vào trạm trổ. Cụ thể, vào năm 2020, khi mới bước sang tuổi 54, nhiều người khuyên ông nên suy nghĩ kỹ khi ông còn khỏe mạnh, cũng như đây là điều tối kỵ mà ít người làm. Tuy nhiên, ông vẫn quyết định làm vì suy nghĩ riêng của mình. Tổng chi phí của phần mộ này lên đến 1,8 tỷ đồng. Thời điểm công bố chi phí làm mộ, ông Bảy Linh đã khiến nhiều người không khỏi choáng ngợp. Nhiều người không thể tin ông Bảy Linh đã sẵn sàng bỏ ra tiền tỷ chỉ để xây dựng và trang trí hai ngôi mộ, thậm chí có người còn nói ông khoe của, muốn đánh bóng tên tuổi. Trước những ý kiến trái chiều xung quanh bản thân, ông Bảy Linh cho biết, việc mình là người có kinh tế ai cũng rõ nên không khoe mẽ làm gì. Điều ông mong chỉ là không muốn để con cháu sau này phải lo lắng chuyện mồ mả khi hai vợ chồng ông nằm xuống. Hoặc hai vợ chồng ông dù ai đi trước thì người ở lại cũng không phải lo lắng, cũng chính vì thế mà ông chưa để bia mộ, đợi ai đi thì sẽ để sau. Được biết, không chỉ ông mà cha mẹ ông cũng xây mộ trước 12 năm trước khi qua đời. Hiện tại ở Châu Thành, Tiền Giang, giải thoại đại gia Bảy Linh bỏ số tiền khủng xây mộ, dù mình và vợ vẫn sống khỏe mạnh, vẫn là câu chuyện được người dân chia sẻ dâm gian cũng như thường xuyên nhắc đến. Mình cũng không, không hiểu được, không rõ được là anh Mạnh đang nghĩ gì. Sẽ có một một lúc nào đó, ở một thời điểm rất gần đây chúng tôi sẽ có những cái buổi nói chuyện như hành người đàn ông với nhau thậm chí lúc đấy là chị đã bị ngạt thở rồi nó bẻ cổ ra chị đằng sau ấy tự nhiên mình cũng đi sợ <laughs> bởi vì là nếu mà không may bị đi về thì có những cuộc đời mình nó chấm dứt có thể là chị không lấy chồng chị xin mấy đứa con mới nuôi được sao ấy nhưng mà cũng chỉ mong làm sao cái nạn nạn hiếp dâm này nó sẽ xóa sạch hoàn toàn ở trên việt nam và trên toàn thế giới con chạy ở nhỏ thì ừ. chữ căng bài hãy hoạt điền đi con nhỏ hai đứa nhỏ trời ơi về là gọi mà má ơi về với con kêu kêu công an ở đây dần về với con là khóc to rồi mà còn khóc to Ngồi ăn cơm muốn ăn muốn ăn nhớ con muốn ăn được